hoặc là có thể mình nhầm lẫn giữa một viên thạch anh và một viên toba đi chẳng hạn. Mặc dù á hai viên đá này á nó có cái cấu trúc tinh thể rất là khác nhau, nhưng mà nếu điều kiện tìm thấy của nó nằm dưới lòng sông lòng suối thì nhiều khả năng á nước đã bào mòn hết các góc cạnh của nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ đo này. Đó. Đó, các bạn biết tại sao? Và đây là cái chìa khóa xe của mình nè. Đó. Chào mọi người ha, video kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bàn về các đặc tính của đá quý. Giống như đợt trước Long cũng đã nói rồi đó, độ cứng là một đặc tính vô cùng quan trọng trong tính chất của đá quý. Nhờ nó mà người ta mới có thể xác định được giá trị của một viên đá quý. Độ cứng căn bản mà mọi người có thể xác định thì hiện tại dựa trên thang độ mol. Nhưng mà mình xin lưu ý lại một lần nữa, thang độ mol này nó chỉ mang tính chất tương đối thôi nha mọi người. Như mọi người đang xem trên màn hình á, thì mặc dù cái nhóm Coridon á, tức là Ruby và Sapphire á, nó xếp ngay sau kim cương thôi, nhưng mà thật ra thì độ cứng của nó thì lại thua rất là nhiều. Vậy thì dựa trên cái cơ sở về độ cứng này nè, mình có cái cơ sở nào để mình xác định được một loại đá quý? Tất nhiên thì giống như mình cũng nói nhiều lần rồi, để xác định được chính xác nó mà là một loại đá gì á thì chúng ta phải cần tới rất là nhiều máy móc, cần tới rất là nhiều thiết bị, thực hiện rất là nhiều cái phương pháp nghiên cứu thì nó mới cho ra được một kết quả chính xác. Nhưng mà nó cũng có thể là một cái cơ sở để các bạn có thể xác định được những cái mẫu vật đơn giản. Ví dụ giống như mình nói á, anh chị hay là bạn nào đó, mình có đi rừng đi suối mình lượm được một viên đá về, mình không biết được nó là cái đá gì hết á, hoặc là có thể mình nhầm lẫn giữa một viên thạch anh và một viên toba đi chẳng hạn. Mặc dù á hai viên đá này á nó có cái cấu trúc tinh thể rất là khác nhau, nhưng mà nếu điều kiện tìm thấy của nó nằm dưới lòng sông lòng suối thì nhiều khả năng á nước đã bào mòn hết các góc cạnh của nó rồi, dẫn đến việc đó là mình nhìn cái tinh thể nó không có ra nữa, viên nào nó cũng tròn tròn cuội cuội giống nhau hết. Vậy thì á có cách nào để mình có thể xác định nhanh được đó là dựa trên độ cứng ha. Dựa theo độ cứng tức là sao? Tức là các bạn có thể tìm ở đâu đó một viên thạch anh á, mình rạch lên cái mẫu vật mình mới tìm được xem nó có bị trầy không. Nếu mà cái mẫu vật đó nó trầy á thì đồng nghĩa nó có thể là thạch anh hoặc là các loại đá đứng dưới thang độ mol. Nhưng mà khi bạn rạch nó không trầy á thì nhiều khả năng đó là những loại đá xếp ở thứ hạng cao hơn trên thang độ mol, ví dụ giống như là có thể là toba hoặc là zircon gì đó ha. Mình thấy ở nước ngoài á họ có bán những cái bộ kit test á, cách họ làm á thì họ sẽ lấy một cái vật giống như cái bút gì đó, họ vạch lên trên cái mẫu vật xem cái vật đó có trầy hay không á, dựa vào đó họ có cái cơ sở họ xác định nó là cái loại đá gì. Tất nhiên á mình nhắc lại mọi người thì đây nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi nha. Rồi ví dụ giống như ở Việt Nam á mình không có những sản phẩm đó thì mình làm cách nào để mình có thể mình xác định được độ cứng của một loại đá? Theo mình thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn có thể tìm mua những cái tinh thể thô, ví dụ giống như là ruby sapphire này, các bạn mua những cái mẫu đó về các bạn xếp thành một bộ độ cứng, rồi từ đó các bạn muốn xác định cái mẫu vật nào á thì các bạn cũng lấy cái đó các bạn cà lên trên bề mặt của nó ha. Nhưng mà mình lưu ý với mọi người á, cách này nó chỉ phù hợp đối với đá thô thôi nha mọi người, chứ bạn nào mà mua cái viên đá quý về cà là nó hư luôn viên đá nha. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là có những loại đá nào á để có thể làm được trang sức, thì ở đây á mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài loại đá. Tất nhiên ở đây mình phải mở ngoặc ra mà mình nói, mỗi người trong chúng ta thì sẽ có một cái mục đích khác nhau, sẽ có một cái sở thích khác nhau, khả năng tài chính cũng khác nhau nữa. Tức là những cái thứ mà mình nói ra ở đây này nó chỉ là một cái kênh để mọi người tham khảo thôi ha. Tất nhiên là các bạn có thể bỏ qua hết những cái đặc tính của nó vì bạn thích một viên đá nào đó, nó là chuyện bình thường thôi. Đầu tiên là về kim cương á thì mình không nói ở đây vì nó hầu như là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người rồi. Bên cạnh đó thì giá cả của nó cũng khá là đắt đỏ nên không phải ai cũng đủ điều kiện để có thể mua nó. Mình chỉ đề cập tới những loại đá quý màu mà nó phổ biến bây giờ. Ví dụ giống như là bạn cần một viên đá để làm nhẫn á thì tốt nhất theo mình nghĩ bạn nên chọn ruby hoặc là sapphire. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm các dòng giống như là tourmaline này, garnet, thạch anh. Bên cạnh đó thì có thể lựa chọn một viên nephrite cẩm thạch. Tuy là hai loại đá này nó có độ cứng không cao nhưng mà bù lại liên kết hóa học của nó vô cùng bền vững nên nó lại rất là phù hợp để làm trang sức. Đa số các loại còn lại thì mình thấy nó chỉ phù hợp cho bông tai hoặc là dây chuyền, ví dụ giống như là peridot này, opal, malachi, ngọc trai hay là hổ phách gì đó. Còn nếu mà làm vòng tay á thì chủ yếu là nên dùng cẩm thạch, nephrite hoặc là mã não thôi nha. Thực tế mà nói thì tất cả các loại đá, loại nào nó cũng sẽ có nguy cơ bị vỡ hết á mọi người. Nhưng mà dựa vào liên kết hóa học của từng loại á thì khả năng vỡ của mỗi loại nó sẽ mỗi khác ha. Theo mình nghĩ á, bền và dai nhất á, đó chính là các dòng đá liên quan tới cẩm thạch, nephrite. Trước đây á thì cũng có một thời gian mình nhận gia công các sản phẩm cho khách á, cách đây cũng phải là tầm chục năm rồi. Trong số đó thì nó có các loại nhẫn liền khối và những cái vòng mà đeo tay của bằng đá thạch anh á. Hồi đó mình làm á thì thật sự ra là rất kỳ công luôn. Mình lựa chọn phôi rất là cẩn thận, gia công vô cùng tỉ mỉ và sắc sảo nữa. Nhưng mà có thể nói là tất cả nó đều vỡ sau một thời gian khách hàng sử dụng. Mặc dù khách hàng của mình đó nha là những người vô cùng cẩn thận luôn, họ đa số họ chỉ làm những cái công việc văn phòng thôi. Nhưng mà sau này mình rút ra một cái kinh nghiệm là có làm những cái sản phẩm đó thì
sớm muộn gì nó cũng sẽ bể, đó là điều chắc chắn luôn. Thạch anh thì khả năng phân tách của nó rất là cao ha. Để hình thành được một viên đá quý thì các khoáng chất đã phải trải qua rất là nhiều áp lực, rất là nhiều thời gian và nhiều điều kiện đặc biệt nữa. Vì vậy trong cái quá trình hình thành không tránh khỏi những cái việc giống như là bị tạp chất xâm nhập hoặc là không có đủ dinh dưỡng để phát triển, nên việc những viên đá quý được tìm thấy có cái sự hoàn hảo là hầu như rất ít, trừ khi viên đá chỉ ở kích thước rất là nhỏ thôi. Còn không thì bình thường viên đá nó sẽ có tình trạng giống như là những cái vết rạn âm này, rồi những cái tạp chất nó lấp sâu vào bên trong này, liên kết của nó không được bền vững này, màu sắc của nó đôi khi nó cũng không thực sự đẹp nữa. Bên cạnh đó thì đá nó còn bị tổn thương do quá trình khai thác và gia công của con người nữa, nên là đôi khi trong những viên đá mọi người sẽ thấy nó có sự phân tách. Như anh chị đang thấy ở đây, tức là một cái viên selenite này, viên này nó đã phân tách ra rồi ha. Tức là cái tinh thể loại này nó sẽ là gồm nhiều lớp, nó chồng lên nhau, nó liên kết lại với nhau. Sau đó thì sẽ có nhiều tác động, một là do tự nhiên, hai là do con người. Thì cái tinh thể này nó sẽ tách ra từng lớp kiểu như vậy ha. Cái này anh chị sẽ thấy tương tự với lại bên đá calcite á, thì các lớp liên kết calcite nó lại càng dễ vỡ hơn nữa. Những lớp phân tách của calcite nó sẽ ra cái dạng giống như là hình thoi vậy đó. Nếu mà có thời gian thì trong những tập sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà người ta đã can thiệp xử lý làm cho đá quý nó trở nên sáng bóng, nó trở nên đẹp hơn, màu sắc rực rỡ hơn. Và đó là một trong những ngành công nghiệp kiếm rất là nhiều tiền. Chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Mình bonus thêm một chút ở cái đoạn này, rất nhiều người họ lầm tưởng cái này nó là cái bút đo độ cứng nha, mà hoàn toàn không phải ha. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem nha. Trước hết thì sau lưng này này, nó có những cái thông số này, thì mọi người cũng không cần quan tâm đâu. Thực tế ra thì đây nó là một cái bút để người ta đo cái độ dẫn nhiệt của kim cương. Độ dẫn nhiệt là một trong những cái đặc tính của đá quý. Thì kim cương nó có cái độ dẫn nhiệt vượt trội so với những loại đá khác. Thì cái bút này là để nó phân biệt có phải là kim cương không hay là những loại đá khác ha. Chứ nó hoàn toàn không phải là cái bút để đo cái độ cứng của đá quý ha. Mà rất là nhiều bạn nhầm lẫn này. Do ở đây nó có những cái vạch nó khá là tương đồng với thang độ mol. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người ha. Theo cái bản hướng dẫn sử dụng này này thì người ta có ghi là điều chỉnh volume lên 4 vạch xanh rồi nhấn vào bề mặt của viên đá. Thì bây giờ mình sẽ làm thử theo cái hướng dẫn này ha. Hiện tại là mình đã điều chỉnh lên 4 vạch xanh rồi đây. Trước hết thì mình sẽ đo đây là một cái viên thạch anh, chắc chắn là viên thạch anh luôn ha. Đó, nó chỉ lên tới mức 5 thôi nha mọi người. Nó chỉ lên tới mức 5 thôi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đo một viên ruby. Đây là viên ruby mình vừa được một anh bạn anh tặng. Đó, thì cái này nó đang lên mức số 7 ha. Kết quả này nó cũng sai luôn ha. Cuối cùng nè, đây là một cái miếng mà người ta gửi kèm mình để bỏ những viên đá lên đây để đo. Thì bây giờ mình sẽ đo này. Đó, các bạn biết tại sao? Tại vì kim loại lúc nào cái độ dẫn nhiệt của nó cũng cao hết. Nên là mình cứ nhấn vào những cái mục kim loại thì đó, đó. Bút nó sẽ báo full kim ha. Thực tế là thì cái này nó cũng không cứng tới cái nỗi đó. Và đây là cái chìa khóa xe của mình đó. Chỉ cần bề mặt của các vật thể nó có một xíu nước hoặc là nó là bằng kim loại thì cái này nó sẽ liên tục nó báo nha. Đó. Đây là cái USB nè. Đó. Nên đây hoàn toàn nó không phải là một cái bút thần thánh để các bạn có thể test được độ cứng của đá quý đâu nha. Các bạn đừng có nhầm lẫn và mua thì nó tốn tiền thôi nhé. Cái này thì nó không dùng được trong thực tế đâu, nó chỉ theo cái thang độ mol thôi ha. Này người bán người ta cũng nhầm hoặc là người ta cũng cố tình người ta nhầm. Chào tạm biệt mọi người nha.